Hôm nay Mai sẽ lên chi tiết cho các anh chị một chiếc xe phải nói là cực kỳ hot luôn, Mazda CX-5 đời 2022. Mới đi có 20.000 km thôi các anh chị, chuẩn xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu nhé. Và xe này thì gốc gác rõ ràng, nguồn gốc rõ ràng hết nên các anh chị mình yên tâm. Về chia sẻ về chủ trước của xe một chút xíu thì anh này chuẩn bị đi xuất khẩu lao động các anh chị, nên là xe không có nhu cầu sử dụng nữa nên là bán lại. Và đi cận cảnh hơn đi để xem chi tiết xe ha. Con này là phải nói là còn mới đến tầm 95%, 97% các anh chị. Phần sơn nó không một vết trầy xước nào luôn nhé. Phiên bản này là phiên bản 2.0 Premium đặc biệt nè. Ở đây thì mình có biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, 16813, biển số 168 này cũng tương đối khá là đẹp. Có cho mình cảm biến trước sau luôn. Ở phần mới này thì mặt ca lăng thiết kế khá là đẹp nhé. Phần sơn xi quanh xe thì không có vết trầy xước nào hết luôn. Các anh chị xem những cái mối nối như thế này kìa, còn rất là khít và đẹp nhé. Còn xe qua sử dụng thì những cái như thế này thì mình đánh bát ra được, Mazda hỗ trợ đánh bát cho các anh chị mình luôn. Đồng màu và liền lạc từ trước ra sau luôn ha. Đấy, kiểm tra phần vỏ với Mazda, xe đi 20.000 km thì phần vỏ nó sẽ như thế này. Các anh chị thấy vỏ còn rất là dày luôn. Dòng này thì sử dụng vỏ của Bridgestone nè. Phần mâm đa chấu không một vết chày xước nào hết luôn. Và anh chủ có lên cho mình dàn cảm biến áp suất lớp rồi. Ở đây thì date vỏ của mình là từng thứ 30 của 2022 các anh chị. Ở xe này thì anh chủ mua vào đầu 2022 nhé. Đăng kiểm đường bộ thì mình đều còn hết các anh chị. Đăng kiểm thì còn tới tháng 8 năm 2024 vô tư cho các anh chị mình xài luôn nhé. Đã có dán phim rồi. Phần phía bên hông xe này các anh chị xem giúp Mai ha, kiểm tra chi tiết phần keo chỉ luôn. Mặc dù là xe rất là lướt nhưng mà Mai vẫn muốn kiểm tra tường tận từ phần keo chỉ cửa nè. Những cái vết bấm điện của cửa nè đều còn nguyên zin nguyên bản hết. Ốc chân cửa trước, ốc chân cửa sau đều còn hết các anh chị. Đấy, rất là đẹp luôn ha. Xe này thì có trang bị cho mình ghế phụ chỉnh điện luôn nha. Ốc chân cửa sau các anh chị xem nè, không có một dấu hiệu nào tháo mở hết. Và dàn nội thất bên trong cũng mới, sử dụng cho mình tới 10 loa Bose cho âm thanh cực kỳ hay luôn. Mấy hôm nay bên Mai về CX-5 khá là nhiều nha. Có cả đời 2019 nè, có về thêm 26 nè, 27 nè, có cả 25 với giá mềm mềm khoảng 500 mấy thôi. Rất là nhiều sự lựa chọn cho các anh chị. Và đặc biệt đây là thời điểm phải nói là tốt nhất để sở hữu xe Mazda CX-5, khi mà hãng đang giảm giá cho mình lên tới 100 và hơn 100 triệu luôn nhé. Xe này ở thời điểm anh chủ xe này mua mới là 900 mấy các anh chị. 900 mấy là giá niêm yết thôi nha. Còn lăn bánh là trên 1 tỷ luôn. Nhưng thời điểm hiện tại thì giá xe con này là chưa tới 800 các anh chị. Mà nói là khá là sót tiền ha. Ở phía sau đuôi xe mình có trang bị camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đây có ốp cho mình nè. Phần gầm bệ các anh chị còn đẹp lắm. Xe ít đi nữa, lanh quanh Sài Gòn thôi. Nhà anh này là ở quận 1. Phiên bản premium nên mình đã có cốp điện rồi nha. CX-5 thì phần cốp rộng lắm. Bọc cho mình full cái cốp 5D nè. Phần nỉ phía dưới là mới toanh nè. Đấy, sơ cua chưa hạ luôn. Dụng cụ sửa chữa con đội tay quay xếp gọn gàng nè. Phần nhựa cũng không có trầy xước gì hết. Dòng này máy 2.0 thì tiêu hao nhiên liệu nó lanh quanh khoảng tầm 7 lít cho đường hỗn hợp nhé. Và đây là thông số nhà máy. Các anh chị nào đã trải nghiệm dòng CX-5 này trên thực tế nó khoảng tầm bao nhiêu thì comment chia sẻ cho mọi người nè. Da ghế thì còn căng lắm. Nội thất của mình là sàn đã được bọc 5D rồi. Có hộp gió làm mát cho mình luôn. Ghế lái sẽ có chỉnh điện nè các anh chị. Đây, và có nhớ ghế cho mình hai vị trí luôn nha. Phía bên này các anh chị xem, loa Bose xịn sò ha, dán trống trầy cho mình luôn. Phần bệ tì tay phía trên này nè cũng không có bị mờ. Những cái xe em sử dụng nhiều á, những cái phần phía bên tài chỗ này nó dễ bị mờ lắm các anh chị. Phía trên này, rồi chờ mấy xíu nha. Xe sử dụng chìa khóa thông minh, đề nổ startup nè. Đấy, chìa khóa nè. Anh chủ có bọc cái phần da. Đây là da xịn nè các anh chị, bảo vệ cái chìa khóa bên trong nè. Rồi, đầu tiên xem giúp Mai ô đô xe nhé. 20.995 km chuẩn bao test hãng luôn. Từ nhà khách về như thế nào thì về tới nơi là như vậy luôn nhé. Phía bên trên hông này mình sẽ có nè, TCS hỗ trợ lực kéo nè, giữ làn đường nè, rồi iStop nè, rồi tắt mở cảm biến. Phía trên này là cái bộ cảm biến áp suất lớp thì trang bị thêm nha. Màn hình HUD hiển thị trên kính lái nè. Phần vô lăng thì còn mới và đẹp nha, có cruise control, đàm thoại rảnh tay. Phần vô lăng phía trên này không bị bóng mờ gì hết và vô lăng mây da. Táp lô cũng gần mới nè. Có màn hình giải trí ở trên này thì màn hình sẽ là màn hình cảm ứng cái gì, và còn điều khiển bằng đấm vặn phía dưới này. Dàn lạnh sẽ là hai vùng độc lập, dàn lạnh tự động, có chế độ lái sport, phanh tay điện tử và auto hold cho mình luôn.
cửa sổ trời thì chắc chắn rồi, còn hoạt động tốt và bình thường luôn nha. Phía trên này có những cái chi tiết còn chưa thiếu siêu nè. Đấy. Mùa này đi chơi, đi du lịch đó mà có cửa sổ trời thì khá là tiện và cũng khá là hay ho ha. Đặc biệt là đi biển nè, mở cửa lấy gió trời rất là thích luôn á các chị. Nhà mà đặc biệt có các bé nhỏ hay là có các chị mà hay bị say xe á, thì lấy cái dòng này có cửa sổ trời cũng ok lắm. Con này thì có cảnh báo, có cái cảm biến gạch mưa nữa nhé, tiện lắm. Đây, ốc cabo nè, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết. Sau này thì Mai sẽ cố gắng quay những cái video thật là chi tiết để đáp ứng nhu cầu cho các anh chị mình là muốn kiểm tra thật là chi tiết tường tận xe, và đặc biệt là các anh chị ở xa mình biết được cái chi tiết xe thì sẽ yên tâm hơn, có thể đặt cọc Mai giao xe về tận nhà cho các anh chị mình luôn. Còn máy nổ rất là êm các anh chị, cái máy ốc máy là sơn phết đầy đủ, tem mát đầy đủ hết nè. Toàn bộ xe bên Mai đều có cam kết cho các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ hộp số, bao test hãng. Và cam kết thì bằng văn bản cho mình luôn, có bảo hành cho các anh chị là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hộp số. Ngoài ra thì xe này còn bảo hành chính hãng dài hạn đến năm 2025 lận nhé. Nên các anh chị mình yên tâm về việc mà bảo hành, bảo dưỡng, hoặc mình có thể đưa ra chính hãng để kiểm tra nè, để có thể cập nhật thông tin mới của mình lên trên hệ thống trên của hãng á các anh chị. Và các anh chị ở xa thì cũng không phải lo lắng về giấy tờ đâu, bên Mai sẽ hỗ trợ rút hồ sơ và cũng như giao xe về tận nhà cho mình luôn nhé. Xe này thì còn hỗ trợ trả góp được luôn, các anh chị chuẩn bị cho Mai tài chính loanh quanh khoảng 250 là đã có thể nhận xe rồi. Về chi tiết thủ tục trả góp thì tùy các anh chị ở khu vực nào nữa, inbox cho Mai đi, Mai sẽ tư vấn chi tiết cho mình. Hiện tại thì xét năm Mai còn màu đỏ nè, màu xanh nè, màu nâu nè, màu đen nè. Các anh chị quan tâm thêm những xe kia thì có thể liên hệ cho Mai, Mai sẽ gửi chi tiết cho các anh chị mình xem nhé. Hoặc xem thêm nhiều xe nữa thì đăng ký theo dõi kênh của Mai, lướt xuống bên dưới để xem nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.